Xin chào các bạn, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. What the hell? Xin chào các bạn, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. 2 năm trước thì mình có ra một video tương tự như thế này, nhưng mà sau video đấy có rất là nhiều các bạn inbox comment cho mình, cho nên mình nghĩ phải làm một video cập nhật, update mới để cho các bạn xem. Nếu như các bạn chưa xem video cũ thì các bạn có thể ấn vào đây hoặc là vào đây. Và mình đang trong giai đoạn nuôi tóc khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Cũng là giai đoạn mà tóc cực kỳ khó bảo. Nó không ngắn mà nó cũng chẳng đủ dài. Và đây là 5 mẹo mình thường hay sử dụng để giúp các bạn vượt qua khỏi nỗi khủng hoảng này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vào video! Số 1 mà mình muốn nhắc lại đó chính là các bạn phải có mục tiêu ở trong đầu của mình. Các bạn phải biết chất tóc của mình dày, vừa hoặc là thưa, mật độ trên tóc nhiều, vừa hay là ít, để rồi từ đó các bạn có thể lên Google tìm ảnh của những người nổi tiếng mà có chất tóc giống như của bạn, để cho các bạn có thể hình dung ra được khi mà mình nuôi tóc dài thì trông nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình có một lưu ý, đó là những bạn mà có chất tóc mỏng, thưa thì mình phải chia buồn là dù các bạn có muốn như thế nào thì tóc dài sẽ không phải sự lựa chọn của các bạn. Bởi vì tóc càng dài nó sẽ lộ ra đầu ở giữa này, khiến cho tóc có cảm giác càng thưa hơn. Số 2, đó chính là thời kỳ lúc mà tóc rất là khó bảo. Lúc nuôi tóc tầm từ 1 cho đến 2 tháng sẽ là cái giai đoạn kinh khủng nhất. Bởi vì phần tóc ở hai bên với cả sau gáy nó sẽ không mọc ép xuống mà nó sẽ luôn vảnh sang hai bên. Đó là lúc nhìn các bạn cực kỳ là ngu si và các bạn chỉ muốn cắt nó luôn thôi. Nhưng mà các bạn phải hiểu, đó chính là trọng lực trái đất nó sẽ kéo hết tất cả mọi thứ xuống dưới. Các bạn có thể hiểu đơn giản, đấy chính là tóc của các bạn tầm từ 1 cho đến 2 tháng, vì là nó quá ngắn nên nó sẽ rất cứng đầu, cho nên các bạn muốn ôm nó xuống nó cũng sẽ vảnh lên. Vậy thì muốn ép nó xuống, các bạn phải chờ đợi, kiên nhẫn. Khi mà tóc có một độ dài vừa phải, lúc này trọng lực trái đất nó sẽ hút xuống, khiến cho việc ép sai trở nên vô cùng là đơn giản. Thế nên không có gì phải vội vã cả, hãy cứ bình tĩnh chờ đợi, rồi tóc nó sẽ xẹp xuống thôi. Đây, các bạn có thể giống như mình, đây là tóc mình đã dài rồi và nó có thể ép xuống một cách dễ dàng, không như ở video trước, lúc đấy tóc mình đang nuôi, thế nên là nó vảnh ra, trông vô cùng là xấu. Số 3, và nó sẽ ngược lại với ý thứ hai, đó chính là các bạn phải đi tỉa tóc thường xuyên. Trước đây mình có làm video cắt tóc, các bạn có thể xem ở đây. Và lý do mình cắt tóc đó chính là mình đã nuôi được 3 tháng rồi và chưa tỉa tót gì. Thế nên tóc của mình rất là nặng, rất khô sơ, tóc không giữ được độ phồng trong suốt cả một ngày dài. Và đây cũng là tóc mình nuôi trong vòng 3 tháng. Và các bạn thấy đấy, tóc mình nó rất mềm mượt, nó rất là mềm mượt, không hề bị khô sơ và tóc nó dễ bảo hơn rất là nhiều. Và đây là mẹo mà mình cảm thấy vô cùng là hữu ích. Đừng nghĩ là các bạn nuôi tóc dài thì các bạn không nên đi cắt tóc, mà hãy coi đó là tỉa tóc không giúp cho tóc các bạn mọc nhanh hơn, mà nó chỉ giúp cho tóc các bạn khỏe mạnh hơn, bởi vì nó cắt bỏ được phần khô sơ, phần bị trẻ ngọn. Số 4, đó chính là các bạn phải cắt tóc bằng kéo thay vì là dùng tông đơ. Đa số các cửa hàng ở barbershop, các thợ sẽ chuyên dùng tông đơ hơn, còn ở salon thì các thợ sẽ chuyên về tóc nữ hơn. Trình độ dùng kéo của thợ sẽ nhỉnh hơn ở barbershop. Lời khuyên của mình là các bạn muốn nuôi tóc dài thì hãy ghé qua salon thử một lần, chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn vô cùng là bất ngờ đấy. Số 5 cũng là ý cuối cùng, đó chính là các bạn phải thay đổi sản phẩm tạo kiểu tóc. Các bạn nghĩ khi mà tóc mình dài thì phải cần có những sản phẩm nặng hơn để có thể giữ được tóc, nhưng mà đó là một sai lầm, bởi vì khi mà tóc các bạn dài hơn thì nó cũng sẽ nặng hơn, dày hơn. Vậy bây giờ chúng ta cần phải có những sản phẩm nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn. Vậy nên các bạn không nên sử dụng clay, mà hãy chuyển sang sử dụng những sản phẩm như là paste, putty, cream hoặc là pomade túm cái váy lại. Khi mà tóc bạn ngắn thì các bạn có thể sử dụng những sản phẩm nặng như là clay. Khi mà tóc bạn dài thì các bạn lại phải sử dụng những sản phẩm nhẹ nhàng hơn. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video.
nếu mà các bạn có những thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Và mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các comment của các bạn. Và cảm ơn Tony Barber House đã tài trợ cho video này. Và các bạn không phải lo, bởi vì trình độ dùng kéo của thợ cắt tóc Tony Barber House vô cùng là chuyên nghiệp. Từ các kiểu tóc ngắn cho đến các kiểu tóc dài, Tony Barber House đều có thể thực hiện được hết. Các bạn chỉ cần đưa ảnh, giải thích với thợ một tí là thợ có thể cắt ngay cho được. Sắp đến ngày Giáng sinh rồi, nếu mà các bạn chưa biết phải chọn quà gì để tặng cho nửa kia của mình vào ngày Giáng sinh thì Tony Barber House có những sản phẩm tạo kiểu tóc, dầu gội, dầu xả, nước hoa, tất cả mọi thứ dành cho nam. Vậy nên các bạn hãy bấm ngay vào đường link mà mình để phía dưới để có thể chọn lựa cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nhá. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn đồng tình với mình 5 điều ở trên. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.